là đại diện cuối cùng còn sót lại trong bộ sản phẩm mang đậm tính truyền thống của thương hiệu Rolex. Celini Moonface Evro Gold sở hữu những ưu điểm vượt trội khiến chúng trở thành một trong những phiên bản Red Watch cổ điển được yêu thích nhất. Bộ vỏ của đồng hồ được thiết kế với chỉ duy nhất một kích thước là size 39, kích thước được coi là tiêu chuẩn của một chiếc đồng hồ Red Watch truyền thống và cũng là loại size đeo dễ phù hợp với đa phần cổ tay của người Việt Nam chúng ta. Đây vẫn là thiết kế vỏ sò quen thuộc của Rolex với cấu tạo tối giản cùng khả năng kháng nước đặc thù. Bộ vỏ này được làm hoàn toàn từ vàng hồng Evro Gold, một chất liệu mang tính biểu tượng của Rolex với khả năng bền màu cao cùng sắc hồng sang trọng. Đặc biệt, sắc vàng hồng của chất liệu này sẽ không thể bị phai ngay cả khi tiếp xúc với nước biển và hóa chất. Đi sâu hơn vào kết cấu bộ vỏ đồng hồ, điểm làm cho chiếc Celini này trở nên ấn tượng và khác biệt so với phần lớn các thiết kế của thương hiệu là phần vành bezel 2 tầng. Nó bao gồm một vành bezel bên dưới được cắt rãnh tinh xảo, mang đúng bản sắc của một chiếc Rolex và luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Còn bên trên là một vòng bezel được làm theo dạng mái vòm, sáng bóng. Điều này góp phần không nhỏ giúp gia tăng tối đa vẻ đẹp sắc sảo và tinh tế của mẫu đồng hồ. Toàn bộ phần vỏ bên ngoài đồng hồ cũng được đánh bóng rất kỹ càng trên cả mặt trước và mặt sau. Nhờ vậy, nó luôn có độ tương phản ánh sáng rất cao dưới mọi góc độ ánh sáng. Bên trong, mặt số của Rolex được phủ lên một màu trắng rất mịn màng và nịnh mắt. Tại đây, Rolex khiến chúng ta bất ngờ bởi cách sắp xếp các chức năng vô cùng gọn gàng và hợp lý. Phần lịch ngày được xếp ở ngoài cùng và ôm trọn lấy bộ đếm phút với các vạch chia to, rõ ràng và rất dễ theo dõi. Các cọc kim chỉ giờ, phút và giây được hoàn thiện sắc nét và nổi bật bằng chất liệu vàng hồng. Trong khi đó, phần kim chỉ ngày mang đến một cái nhìn khá thú vị cho mẫu Moonface. Nó được thiết kế với một vầng trăng khuyết nằm cân đối trên đỉnh kim giúp đóng gói chính xác khung lịch ngày. Đặc biệt, phần kim này còn được thương hiệu nung màu xanh lam cực kỳ đẹp mắt. Bộ lịch tuần trăng Moonface đầy thanh lịch được đặt gọn gàng tại góc 6 giờ. Khác với những chiếc Moonface khác chỉ hiển thị từng pha của mặt trăng, Rolex sử dụng một đĩa quay lộ rõ cả hai pha được tráng me xanh với hai hình vẽ trăng tròn và trăng non bên trong. Pha mặt trăng trên Celini Moonface được chỉ báo thông qua một con dấu hình tam giác nằm ngay dưới trục kim đồng hồ. Phần mặt trăng tròn của bộ lịch là điểm nhấn nhỏ nhưng hết sức tinh tế bởi nó được làm hoàn toàn từ đá thiên thạch tự nhiên với hàng triệu năm tuổi. Vô cùng tinh xảo và ấn tượng. Trong khi đó, phần trăng khuyết được thể hiện dưới dạng một vòng tròn rỗng. Xung quanh hai chiếc mặt trăng đối xứng là những ngôi sao được phân bổ ngẫu hứng giúp tạo ra một bầu trời đêm thu nhỏ cực kỳ lung linh và ấn tượng. Phía bên hông đồng hồ, chúng ta chỉ có duy nhất một phần núm xoay được làm dạng vòm và cắt rãnh xung quanh. Đương nhiên, phần thiết kế này cũng được dập nổi logo vương miện của Rolex bên trên. Sau cùng, dây đeo da cá sấu màu nâu xì gà, Cohiba Brown là sự lựa chọn hoàn hảo để giúp mẫu đồng hồ giữ trọn được sự thanh lịch và sang trọng đặc trưng của những dòng Red Watch cổ điển. Celini Moonface được trang bị bộ máy Calibre 3195 đạt chứng nhận Superlative Chronometer với độ chính xác ấn tượng, sai số tối đa chỉ chưa đến 2 giây mỗi ngày, kèm theo khả năng kháng từ và bộ dự trữ năng lượng đạt khoảng 48 giờ. Với bộ chuyển động này, Celini Moonface có thể hiển thị chính xác chu kỳ mặt trăng trong khoảng thời gian 122 năm liên tục. Ngoài ra, mẫu Celini còn có khả năng chống nước lên đến 50m. Đây là một con số tương đối ổn so với một chiếc Red Watch và nó phù hợp để các bạn có thể yên tâm đi mưa hay rửa tay mà không phải lo lắng gì về khả năng hoạt động của bộ máy bên trong. Trên đây là những đánh giá sơ lược của Cường Luxury về Rolex Celini Moonface. Có thể nói, với một ngoại hình thiết kế quá gọn gàng và tinh xảo, đây là một trong những dòng đồng hồ hoàn hảo dành cho các quý ông yêu thích phong cách thời trang nhẹ nhàng, lịch lãm và sang trọng. Hiện mẫu Rolex đang được trưng bày sẵn tại cửa hàng của Cường Luxury tại địa chỉ 39 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu các bạn quan tâm và yêu thích, hãy truy cập website và gọi điện đến số hotline của Cường Luxury để được tư vấn chi tiết nhất về thông tin sản phẩm và mức giá bán cụ thể.